Chào anh em, mình là Hợp và rất vui được quay trở lại với anh em. Trong cái thời gian vừa rồi thì nắng nóng cục bộ ở Hà Nội cho nên là thực sự là mình cũng có bị ốm một chút. Và đợt này có hàng về thì mình mới có thể làm video được. Chứ còn 3-4 ngày vừa rồi thì mình không có làm một cái video nào cả. Và chiếc này thì nó cũng là một chiếc thuộc dòng Gemini. Trước đây mình đã trên tay chiếc 63B173 và chiếc này thì nó là chiếc 63B174. Vậy nó khác biệt gì so với chiếc 173 mình đã trên tay thì mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Vẫn là cái hộp thường thấy của dòng Gemini, các bạn mở ra rất là dễ dàng. Và khi mà mở ra các bạn đã thấy ngay điều đầu tiên khác biệt rồi, đó là nó là dây thép chứ nó không phải là dây da như chiếc kia. Và ngoài ra là mặt dial của chiếc này là màu đen. Đó. Mình sẽ phân tích để anh em có thể thấy những cái điểm khác biệt hoàn toàn rõ rệt với cả chiếc 63B173 là chiếc này chúng ta sẽ có mặt dial màu đen. Và với cái mặt dial màu đen này thì chúng ta sẽ có bộ kim và cọc số được làm bằng thép không gỉ sáng loáng và nó không được sơn màu gì cả, nó để nguyên màu thép đặc trưng. Kim dây của chúng ta vẫn có màu đỏ rất là nổi bật để có thể là chạy và chúng ta nhìn cái kim dây màu đỏ rất tuyệt vời. Và điểm khác biệt thứ hai đó là bộ dây thép rất là đẹp của em nó. Dây thép này của chúng ta thì đều được hoàn thiện tuyệt vời và nó có 5 chỉ đều được hoàn thiện bóng hết. Và các bạn sẽ thấy ngay là cái độ bắt sáng của bộ dây thép này rất là tuyệt vời. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái điểm khác biệt một chút là với cái màu đen này thì các bạn sẽ khó nhìn các cái vân hơn và chỉ khi nào có ánh nắng thì chúng ta mới thấy được. Tất cả những thông số còn lại của chiếc 63B174 này nó hoàn toàn giống với chiếc 63B173. Bao gồm đó là các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với size là 41.542mm thì phù hợp với anh em tay khoảng 16.5. Và đây là mình để nguyên hai chiếc để cho các bạn có thể so sánh được dễ hơn. Với chiếc 63B174 này do được làm bằng dây thép cho nên nhìn nhiều khi chúng ta đeo vào cảm giác nó sẽ to hơn một chút. Chính vì vậy thì Bulova đã làm cái mặt dial của nó màu đen để cho các bạn có thể nhìn nó cảm giác nhỏ hơn so với màu trắng. Vì thường là màu trắng, với cái màu trắng thì chúng ta sẽ cảm giác là nó sẽ lớn hơn màu đen. Và chiếc Gemini 63B173 này thì với cái bản màu trắng thì các bạn sẽ nhìn những cái đường vân nó dễ hơn. Còn với cái bản màu đen thì chúng ta thì nó có thể gọi là cái vẻ đẹp tiềm ẩn một chút, là khi chúng ta có ánh sáng vào thì chúng ta mới thấy những cái đường vân đó rõ nét. Tất cả những cái thông số còn lại thì đều như nhau, với một chiếc động cơ là Swift Automatic Movement và chúng ta sẽ có 28.800 VPH, cùng với đó là khoảng 40 giờ tích cót. Thì với một sản phẩm dưới 9 triệu đồng thì mình thực sự là thấy là dòng sản phẩm này rất là tuyệt vời và đáng để anh em để chơi. Nếu như anh em có cái kinh phí hạn hẹp trong tầm dưới 10 triệu đồng thì hai sản phẩm này rất là đáng để cân nhắc. Đây là cái bài trên tay nhanh thôi và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS.